nhà luôn hả chị? Kêu là kẹp bánh kẹp cuốn hả? Kẹp giò. Này là bắp. Bắp rang. Được địa phận của huyện Lấp Vò nha quý vị. Chạy thẳng chút nữa sẽ tới được chợ Mương Điều. Bên đây nó sẽ có một cái bến đò đi tắt quý vị. Đi tắt qua bên Cao Lãnh quý vị. Và phía trước mặt quý vị là chợ Mương Điều. Giờ em sẽ chạy vào trong chợ. Thank you.
Trang xin kính chào quý mời cô chú anh chị các bạn xa đang xem kênh Khói Bếp Miền Tây nha. Hôm nay một trong những cái ngày mà buổi sáng sớm ở quê thì rất là đẹp, không khí cũng rất là ấm áp luôn. Và Trang đang có mặt ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, và Trang sẽ chia sẻ quang cảnh buổi sáng sớm ở chợ Mương Điều thuộc xã Tân Khánh Trung nha quý vị. Và một chút nữa thì cho Trang xin phép đôi phút để mà đến thăm hoàn cảnh của bà Sáu sống một mình ở huyện Lấp Vò này luôn. Mời quý vị trước tiên là đi khám phá chợ Mương Điều cái nha. Và chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy năng lượng và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì mình cùng đi vào bên trong khám phá xem những ngôi chợ truyền thống ở quê có gì đặc biệt và có những cái gì mà đặc trưng nhất ở nơi vùng miền này. Bây giờ thì đi thôi. Thì ở đây là từ ngoài quay đi vào trong. Đi vào bên trong thì không khí nhưng cũng khá là nhộn nhịp quý vị. Ở đây có quán cháo lòng cũng lớn quá nè, để Trang đi vô thử. Quán gì vậy? Để Trang mua. Một phần vậy nhiêu cô? Phần 15 ngàn. Dạ cô lấy con bịch 20 ngàn đi. Dạ cô nè. Dạ. Dạ cô con gửi tiền nha cô. Cô. Một chút con lại lấy nè. Dạ dạ. Để dội cặp con để giá được không? Ờ để riêng đi. Dạ. 20 tiền mút 20. Cái đó là cái gì cơ? Dầu ấy. Cháo lòng. Cái cặp đó có bí quyết á. Bí quyết mới rửa sạch á. Con đi ăn ở thành phố thì như có một cái quán lớn không, nó bán nó ướp nước đá á cô. Là không có hồi. Đây có hồi cháo. Thì con 70 năm hả? Vậy là con đi đúng quán rồi. Thì thấy không khí ăn sáng ở đây rất là nhộn nhịp, ngay đầu chợ Mương Điều quý vị. Có dịp về Đồng Tháp quý vị đến đây thưởng thức cái món cháo. Có 70 nào. Cỡ đó. Có 70 trên 70 á. Nội bán trước. Để gì quên 20 mà. 20 mà để không giá lộn rồi. Để chầu với gì? Dạ, cô muốn để gì cô để. Dạ. Con mua cho bà cụ. Chút người lại lấy không? Dạ đúng rồi. Sợ con đi quay thôi lại hết. Chút người lại đi lại chú múc. Dạ dạ đúng rồi, dạ. Rồi vậy con đi ha, chút con lại con cảm ơn nha. Con chúc cô chú quán đắt nha. Dạ. Dạ, con chào bà. Bà bán gì vậy? Đây đặc trưng của chợ bánh đất rồi. Dạ. Quay cái chú bận áo xanh giùm tôi. Giờ có hoài đó hoài đây. Đang nghỉ hoài không ai quay. Sáng giờ cô mấy cô bán đỡ không? Dạ bán. Dạ. Dạ. Cô mua gì ủng hộ cô đi. Mua gì cũng được cho nhé. Mua gì mua chuối đi. À lấy ngự gấp đi bán vui với nhau ha. Chứ con sách cô không ở con ở xa á. Lấy con hai cái này đi. Cái này là bánh gì vậy cô? Bánh cam mặn. Dạ lấy con hai cái. Dạ. Dạ. Nhân đó là nhân gì với gì cắm không? Củ sắn thịt á. Của con nhiêu ạ? Của hai cô. Cái này 65 à, rồi đợi con. Dạ. Dạ dạ khỏi thối con được rồi. Rồi con cảm ơn con chúc hai cô bán đắt nha. Cảm ơn con. Dạ. Đi tiếp quý vị. Đây là gian hàng bán hoa, bán bông, bán bánh. Ở đây có bánh gì lạ nè. Chị ấy, em mua ủng hộ chị. Thường mà con thấy máy quay mà con hay né. Nhưng mà không sao đâu. Em quay đẹp lắm, lên hình đẹp lắm. Cái này là bánh da lợn hả chị? Da lợn. Còn này là khoai mì nấu. Đây là bánh gói. Xôi. Ăn gì vậy đây? Cái này bánh đúc hả chị? Bánh đúc. Bánh đúc gân hả? Bánh đúc thường. Bánh đúc thường không có gân. Xương sáo. Ăn gì vậy ta? Hủ bánh lọt. Này xương sáo hả? Thôi chị lấy em lại một hộp bánh bò này đi. Dạ, cái phím nào nó hộp. Dạ thôi được rồi. Nè. Mua ủng hộ ngợ ngất. Dạ, nhiêu chị? 5 ngàn hả? Dạ dạ.
Sáng giờ chị bán đỏ không? Rồi bây giờ mình đi tiếp tục không quý vị. Ở đây là hoa nè. Cho em quay hoa chút nha chị. Dạ em cảm ơn. Bà con ở chợ Buôn Đèo thì rất là thân thiện quý vị. Đây là hoa ly nè. Buổi sáng mình đi chợ mình rất là thích những cái không khí nhộn nhịp như vậy, đầy những cái hương thơm luôn. Hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng. Ủa bữa nay ngày gì mà bán hoa nhiều á? Chị bán ngày thường cũng nhiều vậy luôn hả chị? Dạ, rồi em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Này cúc. Hoa này hoa thạch thảo nè quý vị, màu tím nè, đẹp ha. Đây, hoa Trang đi tiếp tục cho chị bán. Đây thì trong đây có những cái gian hàng trái cây. Nhìn chung thì chợ cũng khá là lớn quý vị. Đây trái cây. Sabu chê nè. Đó. Bánh mì đây. Cây dừa. Đây có chị này bán bánh kẹp nè. Chị bánh này bánh bánh kẹp trứng hả chị? Đúng rồi. Còn cái này? Cái đó là bánh kẹp chuối. Bánh kẹp chuối. À, hai loại bột ha. Rồi cái này chị bán nhiêu cái kẹp chuối vậy bán sao? À, chị lấy em ba bánh đi. Để em coi chị đổ ha. Cái này là cái này bánh kẹp chuối luôn hả chị? Mà hai khuôn hả? Hai rồi cái này là trứng không hả? Trứng với sữa hả? Ừ, cái đó trứng gà non á. Dạ, trứng gà non. Ôi. Đây để cho quý vị coi chị đổ nè. Cái này cũng làm nhà luôn hả chị? Ừ, con đó chị kêu là kẹp bánh kẹp cuốn hả? Kẹp giòn. Này là bắp. Bắp rang. Nè dễ thương quá. Ba bánh rồi nè. Dễ thương quá. Tặng một bánh nè. Dạ thôi được. Nhiêu cái này nhiêu? À, đưa chị 10 ngàn hả? Là chị bán người ta nhiêu? Chị bán 3 bánh 10 ngàn. Mà từ giờ con người chị bán cho tôi 4 bánh 10 ngàn. 4 ngàn. 1 bánh tặng. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Trời ơi. Đi từ đầu tới chợ tới cuối chợ người ta cho không kỳ quá hả? À. Nè em gửi. Rồi. Em nợ chị cái bánh nha. Có dịp em về đây em ghé chị. Dạ em chúc chị bán đó. Dạ dạ. Chị làm rất là chuyên nghiệp luôn quý vị. Chị bán đây lâu chưa chị? Dạ. Cái này nhắm khoảng chừng bao nhiêu phút thì mình đỡ ra? Không có đổ vô bên đây xong quay bên kia là vừa y ha. Dạ. À. Con quay bên đây xong con đổ bên kia, con quay bên kia là nó vừa bánh rồi đó. Dạ. Không có canh phúc. Này mình làm bằng bơ chứ không có làm bơ. Dầu ha chị. Bơ nó thơm mà nó vừa chống chín. Dạ đúng rồi. Ngon quá. Đó, vừa y luôn. Dạ. Khuôn này bằng đồng hay gì chị? À, nó là bằng gan. Gan. Rồi em đi tiếp nha. Em chúc chị bán đắt, em cảm ơn nhiều lắm. Mới vô đầu chợ là xin ta ăn rồi quý vị. Đi tiếp. Đây trước mặt quý vị là cổng chợ nông sản. Cho cái cổng này hơi tối. Bây giờ Trang sẽ đi thẳng ngay trên giữa nha. Rồi mình đi ra ngoài luôn. Bắt đầu đi vô chợ nông sản. Thì hai bên nhìn chung thì vẫn là rau, củ, quả. Những cái hay mặt hàng mà như thông lệ thôi quý vị. Dạ con chào cô. Dạ con chúc với cô đây bán đắt nha. Dạ. Dạ. Bây giờ thì đi tắt đường này đi quý vị. Chợ này cũng khá là rộng hơn, chắc sẽ đi nhanh. Mình sẽ đi xuống chợ cá trước. Trước tiên để mà cá thì nó tan ngâm là heo quay. Ôi nấm. Nấm rơm là lắp giò là nhiều lắm luôn nè. Nấm thì nó nở như vậy. Có gian hàng bánh mì. Ở
ở đây nhìn chung bán bánh quá nhiều luôn quý vị. Đây có hoàn cảnh của anh này. Em gửi anh bánh ăn ha, ăn sáng nha. Không lấy bánh hả? Dạ dạ. Rồi, mình sẽ đi vô trong chợ ha. Có cái gì đặc biệt để mình mua không? Tươi sống luôn quý chị. Đây. Tôm tươi quá nè. Được. Cá nè. Dạ. Dạ con có quay rồi. Cá quá bự luôn. Sáng giờ cô bán được không cô? Dạ. Cô con cá này là cá gì cô? Cá sủ à. À con chúc cô bán đắt nha. Dạ tiếp tục. Chợ này rất là nhiều cá luôn, là cá chép. Ủa, con cá rất to nè, luôn đồng đây. Chợ này cá tôm rất là nhiều luôn quý vị. Cá chốt nè. Đây là cá bóng. Bóng tượng. Cứ 80 dữ rồi chị. Đây cá lóc đây. Ốc. Chợ cá thì cặp cái ở phía sau lưng là bến sông quý vị. Đặc biệt là chợ này có những con cá nhỏ nè. Cá bóng á mà. Sáng giờ bà bán được không? Được. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Con cảm ơn nhiều. Ở đây có cái bậc thềm đá nè quý vị. Thềm đá đi xuống. Cái nền của chợ cá này rất là cao luôn ở phía sau quý vị. Mua gì tiếp chị ơi. Trang là người lạ. Đến đây chàng đi với chị kêu trên cho chị sợ chàng té giữa chợ vậy. Chị bán sáng giờ đỡ không? Cá sáng. Ồ, cá gà có chậm đó cô ơi. Dạ hả? Trời ơi, cá gà làm như ớt á, dịch bệnh không có dạ, mua gì đâu, ớt dạ. Luôn. Nhà chị gần đây không? Trong đây chết mà. Dạ. Em mua gì ủng hộ chị đi. Chứ em nhà xa lắm á. Mua này. Dạ. Mua này mua chị bằng á. Dạ. Cô đi vòng vòng hồi là lấy. Dạ. À. Chị bán nhiêu trăm? Cái này chị mặn rồi, chị bán 215 ngàn, chị mặn thì 5 ngàn. Dạ. Cái sáng. À, 215 ngàn hả? 3 ngàn. Lấy em 20 ngàn đi ha. Rồi, rồi, có đi vòng rồi, rồi. Muốn để nhiêu để ít cũng được nữa, mua ủng hộ thôi. Dạ. Rồi, chợ cá đây rất là tươi ngon luôn nè. Chợ cá này ngon quá nè. Cái đó gì chiêu chị? À, 7 triệu mấy là có rồi, nhưng mà cái này của em 12 triệu. Dạ. YouTube hả? Dạ đúng rồi. Chị có coi YouTube không? YouTube mà lên miền Tây hay vậy? Dạ đúng rồi, chị bấm khói bếp miền Tây là ra. Khói bếp miền Tây. Khói bếp hả? Dạ. Khói bếp miền Tây. Dạ dạ. Rồi. Cái này mày cho nó lên. Xuống không à. Cái cá hồng tâm này nhiêu? Cá hồng tâm nó 10 ngàn đó chị. Chị lấy luôn đi, gom chung chị này đi, chút em lại em lấy cho. Cái nghe hả? À, đây kho chung với này, kho tiêu chung với này rồi. Thấy mấy chị bán ấy em mua ủng hộ. Dạ, dạ có mà thấy nhỏ. Dạ. Rồi chị bán đắt nha chị. Ở đây có cá chép nè. Cá linh nửa ký 20 ngàn. Ở đây thì có cái cá diêu hồng nè, cá cha, cá bóng. Chúc em lại hả chị? Dạ dạ.
Dạ. Ớt nè. Ớt, cá rất là nhiều thứ này. Đây là khô cá cơm. Khô cá cơm ngon quá ha quý vị. Này cá cơm. Ôi sao ở đây dùng gì đặc trưng cá cơm nhiều quá đó hả? Cái... Dạ. Cá cơm nè, rau chay vườn nè. Cá cơm này gì bán nhiêu 100? Dạ, cá cơm mà 30 ngàn chị. 30 ngàn 100 hả? Cái này về mình kho lại ăn hả? Dạ, cái đó kho ăn chị. Cho con bóc lên được không? Dạ, bóc đi. Cô cơm con 100 gram đi, cái loại mần mần gòi thì cũng vậy luôn hả sao? Cái loại mần gòi mắc hơn ạ. À. Dạ. Cái loại này 30. Dạ. Cái loại này thì 40. Này 40. Dạ. Dạ, lấy con 100 gram này được rồi. Cái này dạ. Đây là các cơm khô, các cơm hồ 100 gram nhiều vậy đó hả? Đây rau vườn đây. Ô cô, cái cọng này là cọng cỏ xước đúng không cô? Cỏ xước rồi mình ăn mình có cần phải tước không? Không, tước rồi, cái đó là lặt rồi hết trơn à. Là cô có tước không hay là lấy? Tước rồi, tước rồi à. Con thấy ngoài sau mương con không biết ăn. Cua như nó nhẫn nhẫn hả cô? Nó hơi nhẫn nhẫn. Dạ. Ăn cái này được, nó tốt, nó mát lắm. Mát hả? Mát gan, mát thôi rồi. Mát gan, cọng cỏ xước này quý vị. À, những cái cọng mà Trang hay đi dưới xuồng, Trang quay Trang giới thiệu quý vị á. Còn cái này là rau chay. Rau quá tốt luôn. Lần đầu tiên con đi chợ mà con thấy có chỗ bán cỏ xước. Dạ. Cô bán một gì là nhiêu? 5 ngàn một mớ ha. Dạ. Để con gửi tiền khô cho cô. Trang đổi tiền cô luôn nè. Rồi đây là cá lóc, cá rô, lương đồng nha quý vị. Wow, con cá rô nè, xuất sắc luôn. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Để lấy bọc cô đi tiếp. Rồi chị bán nè. Này cá sủ hả chị? Cá sủ cho em quay nhất nha. Sáng giờ chị bán đỡ không? Dạ. Ô, cá lồng đông đá nè, bự nè. Này là tép. Cá bóng cá. Này là cá sát. Đây, cá ép. Ép bự quá ha. Cá cóc hả chị? Cá he, he vàng. Rồi, em chúc chị bán đắt nha. Trời, cá rất là lớn luôn quý vị. Cặp bờ sông mát mẻ lắm. Ở phía dãy bên đây thì là bán đồ hải sản như cá biển, tôm, mực. Là cá rô. Dạ. Đây cá, em thấy cá sông nhiều hơn là cá đồng. Đây có cá sặc nè. Sặc quá bự luôn. Lương thì cô vô bọc sẵn rồi quý vị, cho nó đừng có bị bò. Đây, bên đây thì gian hàng gà, vịt, chuột. Lúc nãy thì gian vô thì không khí cũng khá là nhộn nhịp quý vị, mà nó nhộn nhịp lúc đầu thì lúc sau thì nó nhanh tan lắm. Gian đi mới có vài vòng là nó sắp tan rồi. Ở đây có cá rô nuôi. Cá này là cá trôi hả chị? Ồ quá bự luôn. Bự nhất mà em từng gặp. Cá này là chị bán bao nhiêu một ký? 50 ngàn. Ngon, ngon quá quý vị. Cá này kho lạc, kho nước dừa ha. Rồi em chúc chị bán đắt nha. Cũng ú quá nè. Hòa mình vào không khí buổi sáng sớm đi chợ. Thường thì đi chợ ai cũng vội vã, trừ những người làm YouTube như Trang.
mình đi từ từ thôi để cảm nhận nhịp sống của bà con ở quê. Người thì tất bật vì mưu sinh chán cơm manh áo, người thì vội vã để đi về kịp giờ làm. Rồi ra đàn xẻ con cá đuối. Lỡ mua bên đây rồi. Chuyến sau đi. Chuyến sau đi, chuyến sau quay ra đây mua chị. Dạ em ở bên Cao Lãnh á. Dạ. Dạ ở dưới huyện á chị. À, em chúc chị bán đắt nha. Có chuyến sau đi quay lại mua. Em cũng qua đây mấy lần rồi á. Dạ. À, bây giờ đi lại lấy cá rồi mình sẽ đi ra quý vị. Trang mua ủng hộ bà con đó chứ Trang. Trang đi chứ tới chiều Trang mới về đó. Dạ. Để chung cái hầm tông chị kia luôn ha. Để bọc nguyên lên. Để chung á nó mềm. Dạ hả? Hầm tông nó dở. Cái bao nhiêu chị? 20 ngàn. Rồi chị rút rồi nè. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cô qua trường chưa? Ra trường chưa hả? Chị nhìn coi em nhiêu tuổi. Em trước thì làm bệnh viện luôn rồi đó. Em 28 rồi. Dạ. Trường lâu rồi hả? Dạ đúng rồi. Trường 25 trở lại hả? Dạ. Chở em lấy cái. Nè chị thấy em đi. Dạ. Giờ chị mở YouTube coi khói bếp miền Tây. Rồi em cảm ơn, chúc mấy chị bán đắt nha. Dạ dạ dạ. Rồi đi tiếp cái gì. Ở đây thì có gian hàng bán hải sản nè quý vị. Tôm, mực, cua biển. Tạm biệt ngôi chợ cá nha. Mình sẽ đi tiếp tục. Tiếp tục vào bên gian hàng ở trong này. Trong này thì có cá mối. Đây là khô cá đuối, khô cá chỉ vàng, mực. Đâu ha. Ủa cái khô này là khô cá gì anh? Cá chỉ phèn. Cá chỉ phèn, nó màu đỏ tươi ha. Dạ. Khô cá lóc. Khô cá lóc 20 ngàn 100. Ủa, khô cá sặc ha. Cô cá liễu châu thì 130 ngàn ký vậy. Khô ngon quá ha. Khô nhìn nó dẻo không có cứng. Lạc xưởng. Rồi. Chị bên đây bán mặn quá ngon luôn. Đây là cái cách mà bào xả cho nó nhuyễn cái gì. Lần đầu tiên Trang thấy á. À, chị bó lại thành một cái bó xong rồi cái chị chẻ xuống. Rồi mình sẽ bào nó sẽ nhuyễn. Chị cái này là bí quyết phải không? Lần đầu tiên em thấy là bào vậy nó mới nhuyễn nổi. Dạ. Hay quá hả? Lần đầu tiên em thấy thường thường em thấy người ta bó thôi chứ người ta không có chẻ. Ta bó thì người ta sắt vậy. Dạ nên là nó không có nhuyễn. Ta, dạ đúng rồi. Dạ. Chị trẻ vậy là hơi nó nhuyễn băng à. Dạ đúng rồi. Đây là chợ gian hàng một góc khác của cái chợ Mương Điều nha quý vị. Bà con bán nè. Đây có bà. Ngoại ơi ngoại bán gì ngoại? Bà ngoại, bà ngoại bán đại con gì đi. Gì? Ăn gì? Gì cũng được. Ăn gì? Ăn đậu lan hay là ăn dạ. Chai vậy? Dạ. Bà ngoại nhà gần đây không mà bà ngoại bán.
dập chùa đang hết à? Ừ. Dạ con quay làm kỷ niệm với con cho bà con ở xa quê ta coi á. Dạ. Thôi bà lấy lại con một mớ rau đi. Dạ. Sáng giờ bà bán được mấy mớ rồi? Có bán được mớ nào đâu, bán được cái mít rồi thâu đó. Dạ hả? Ở nhà bà đông con cháu không? À, có đâu. Có mấy đứa nó đi ra riêng hết trơn rồi. Dạ. Nó đi trơn rồi nó không có nhà. Dạ. Rồi bà là đi bán rau, vậy là chủ yếu nguồn thu nhập của bà là bán rau sống hay sao? Ờ, lâu lâu rồi hái bán, hái ăn rồi sẵn bán luôn. Dạ. Bán luôn. Dạ. Bà sống ở nhà còn ông không? Còn, cũng tám mấy rồi đó. Dạ. Tôi bảy mấy rồi. Dạ. À. Nhiêu đó, nhiêu tiền rau bà? 3.000 hả? 3.000, 6.000, 9.000. Rồi cái này với cái này nữa là bao nhiêu? Này nữa là cái này bà bán nhiêu bán? Bán còn 3.000 thôi chứ. 3.000 hả? 2 4 5 5 3 15. 15 với cái này nữa. Cái này 2 mớ nữa. Này 5.000 nữa, 6.000 nữa. 15 với 6. 21.000. Lâu lâu hái thì hái. Rồi. Hái rồi bán sầu đâu? Con 5.000 hả? Rồi bà bán nguyên buổi chợ vậy là có chừng 20-30 ngàn vậy hả? 20 ngàn hả con ơi? Trời ơi. Thôi thôi bà đừng vô bọc nha. Con để giờ con gửi tiền rau thôi, con lấy con không có lấy luôn. Để con gửi tiền bà chút, bà mua cá gì ăn, mua gạo gì ăn. Nè cái này này 40 ngàn tiền của con gửi bà. Rồi cảm ơn nha con. Dạ dạ. Dạ. Con ở thành phố gì hả đâu? Dạ con ở bên Cao Lãnh á. Lãnh. Dạ dạ. Rồi con phải lấy rau được không? Con không lấy rồi, để rồi gì bán nữa sao? Dạ, để bán ăn kiếm thêm ha. Dạ. Được con. Dạ vậy ha. Dạ. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Rồi cảm ơn con. Dạ dạ. 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 Con thấy bà bán nguyên một nhiêu rau đây nè quý vị. Có nhiêu đây rồi, vậy chục ngàn luôn. Dạ. Hai con đi tiếp tục. Dạ. Dạ dạ không có gì đâu bà. Trời. Hay cho con quay ké dưa gan nha. Dưa này ngon lắm à. Này dặm với đường ha. Được. Qua wow, lê kim à. Đây dành cho quý vị coi trái lê kim à. Cô bán đây lâu chưa cô? Lâu. Chợ của mình là giờ nó còn nhộn nhịp như xưa không? Ờ, giờ là đỡ hơn. Cho dịch đó, dịch nó rỗng hàng. Dạ đúng rồi. Me, xoài. Này là cát Hòa Lộc nè. Cát Hòa Lộc. Này xoài Đài Loan. Này xoài cát chu. Dạ, này cát chu. Này chuối. Chuối cao. Này chuối ngự hả? Dạ chuối ngự. Chuối ngự ăn sống ngon lắm, nó bột. Dạ. Chút bà mà lấy gì, bà mua gì ăn sáng nha. À, con đi với ba con mua bánh nhóc chơi mà giờ ba con đâu con không biết luôn rồi. Dạ thôi con đi. Dạ. Ở đây thì nhìn chung là bán rau rất là nhiều luôn đó nhỉ. Rau vườn là chủ yếu. Đây, đi qua đây, trong đây sẽ có nhà lòng chợ. Lòng chợ và đây trái chùm ruột. Trái này mà đợt Tết nó kiếm khó lắm. Dạ. Cái này không có còn. Dạ. Ừ, cả hôm Tết không có cái này. Dạ. Cái này cô làm mứt nè, cô bỏ cho mấy quán kem nữa. Dạ. Đó cô làm để nó hả? Dạ dạ. À đây cô làm đây. Mứt chuối. Chuối ngào đường đó Nguyên. Mứt chùm ruột. Chuối xiêm nè. Dạ, mình đi tiếp. Dạ con cảm ơn. Chợ này nhiều chùm ruột quá ha. Cái này là lá cẩm. Lá cẩm nấu xôi lá cẩm đó gì. Ai đi lên tiếp tục. Bà ơi, bà bán sáng giờ đó không? Mới bán con. Mới bán hả? Bà ở đâu, ở gần đây không? Cho con hỏi thăm chút đi. Ở dưới Sa Đéc. Sa Đéc hả? Dạ. Nhà bà đông người không? Có hai vợ chồng ở. Hai vợ chồng nha. Ngày bà bán được nhiều không? 50 vé hả? Dạ. À, bữa nay con tình cờ con biết bà ha. À, bà cũng lớn tuổi rồi, con hai mặt Mạnh Thường Quân trên YouTube Thế Giới Miền Tây. Con không mua vé số nhưng con cho bà 200 ngàn nha. Dạ, cảm ơn con.
con. Dạ, bà lấy bà làm cái vốn để mà bà bán tiếp. Dạ. Đây con Vịnh nha. Chân bà yếu quá. Trời ơi té nha. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Chân bà như có tật đó nha. Bà ở dưới Sa Đéc này. Sa Đéc lên đây cũng hơi xa. Lúc nãy Trang chạy đường Sa Đéc xuống. Rồi đi tiếp tục ha. Ở trong này thì chỉ có gian hàng là gạo nè, à, hủ tiếu, thịt. Rồi, à, phía bên phía trước mặt là cái cổng chợ sau của chợ Mương Điều nha quý vị. Rồi, bày bán mặt hàng trái cây, còn bên trong là khu nông sản nè. Sẽ bán rất là nhiều đồ nông sản, rau, củ, quả, chợ thịt, rồi hàng cá thì thường cặp mé sông. À, bây giờ mình sẽ đi ra từ từ. Đi ra bên ngoài này nè. Chợ thì giấc này khoảng 7 giờ 51 phút quá vậy. Cũng còn còn người qua lại. Chúng ta còn mặt hàng gì đặc biệt nữa không? Ở phía bên kia thì đó hết rồi đó quý vị. Dòng cái phiên chợ vậy thôi là hết rồi đó. Cô ơi, lấy con mổ bánh mì đi. Chợ mình là thường giấc này tan chưa cô? Gần tan rồi, gần tan rồi ha. Đây, mì. Đây là chả. Đây là chả quế. Này chả quế hay chả lụa cô? Chả quế. Dạ, chả lụa là cái ngoài. Đây là nguyên một cái dãy bánh mì của gì. Để hết cho em không? Em ha. Ừ. Dạ em thở cả. Dạ, giờ nó nhỏ. Dạ. Cho nó gọn á, con đi đâu xa nó dễ. Dạ. Quay nó dễ. Cô bán đây lâu chưa? Lâu rồi, được 30 năm rồi. 30 năm. Tại chị thằng đó nó thằng con đó, nó hai hai tuổi là dạ. Bắt đầu làm dạ. Tới 53 tuổi là dạ. Đó là có 3 tuổi. Dạ, 53 tuổi thì trẻ lắm luôn rồi, kêu bằng chị. Trẻ gì? Trẻ. Chứ cà nữa ta. Chắc là trẻ luôn. Cho chút ý kiến thấy không? Dạ. Mấy ổ chị? Thì con chỉ cầu mong cho mấy cô mấy chú ông bà ở đây mua mai bán đắt. Dạ, khỏe mạnh thôi. Giờ dịch bệnh quá mình cố gắng thôi con ha. Sống qua ngày. Dạ. Cố gắng thôi. Dạ. 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 Chứ dịch bệnh mình cũng gầu quá. Dạ, vô ào ào luôn hả chú? Dạ. Cái... dạ đúng rồi. Cũng phức tạp quá. Này con gửi tiền bánh này. Cho cô khó cho con ha. Đây là cái mặt sau cùng của chợ Mương Điều quý vị. Thấy cái dãy nhà này nè, cũng đang sửa chữa đường. Ở bên đây thì là dãy hàng ăn uống, ăn sáng, uống rượu, chánh canh, nuôi hủ tiếu rồi. Đầy đủ hết. Đây có quần áo nè. Do đoạn đường đang thi công nên là chợ vô đi cũng hơi khó khăn một xíu. Bên đây thì có cái lòng chợ nhưng mà thường thì trong nhà làm chợ bán đồ chậm lắm, bán những cái hàng như là mỹ phẩm hay là quần áo thôi ha. Vòng vàng. Bây giờ thì tạm biệt ngôi chợ Mương Điều nha quý ông bà cô chú anh chị. Trang sẽ đi đến hoàn cảnh của bà Sáu ở gần chợ Cai Châu. Cái chợ này là chợ Mương Điều ở trên đây xíu. Một chút nữa thì Trang sẽ chia sẻ những hình ảnh về bà cho quý vị cùng thăm bà luôn. Chúc quý vị một buổi sáng tốt lành ha. Giờ mình sẽ đi tiến hẳn đi ra lấy xe đi về quý vị.
dắt nồi đây. Thế thêm là dặn sớm thôi chứ mấy bài lại là không còn. Cháo lòng, cháo gián nè, cái dồi. Dạ, để luôn nha. Để dưới chân đi con. Dạ khỏi đi. Có tiêu thì đã. Để rồi hay gì nói. Là cô hai là ở đây suốt luôn hả? Ở đây suốt luôn vậy đó, giờ sao bà má chởn kìa, dạ. Hoàn cảnh khó khăn hơn, dạ. Nằm cũng bận tả vậy, dạ. Tai biến nặng chỗ luôn, chạy lên chạy xuống. Khỏe không? Khỏe, trời ơi, râu gọc quá. Trời ơi, con nhớ bà quá. Rồi rồi, trở lại cái vết thương của bà lành chưa? Vết thương thì khô hết rồi đó. Khô hết rồi. Khô hết rồi, không có sao. Bà ăn được không? Được. Con đi đổi cháo cho bà ăn. Không, không, giờ này bà không ăn đâu. Không ăn nói hả? Chuyện đi, tại vì có khách là bà không có ăn. Thôi ăn đi cho con vui, chứ lâu lắm con mới mua qua cho bà mà. Vậy con hả? Đi chợ con giờ mua giờ... Ăn ha. Ăn ha. Ăn cái gì à? Ăn cháo lòng. Cháo. Ăn được không? Con suy nghĩ hoài con không biết bà ăn cái gì được nên con mua cháo. Để con đi vô rửa tay cái. Rửa tay ở trước cũng được mà đây cũng được. Dạ, con rửa trong này đi. Dạ. Cũng sạch sẽ quá nè. Ở đây nè, mua cá nè. Cá cơm ha. Giờ cái bắt đầu kho tiêu. Dạ. Nước không dơ. Được rồi, không sao đâu. Ê, để con chút con lấy cho mấy con cá ngoài rồi. Nãy con mua trên chợ. Ăn 2 ngày lận. Con không biết. 2 ngày con nó gửi qua đồ nữa kìa. Dạ. Dạ. Rồi bà Sáu bà còn uống thuốc gì không? Hả? Bà Sáu còn uống thuốc không? Là không uống gì nữa hết trơn không ạ? Dạ. Trời ơi. Dạ đúng rồi. Trời quá vậy dạ. Nhớ con mà không biết sao. Trời. Chết rồi, quên em cho dầu cho bà Sáu rồi. Trong mình con đâu có dầu gì đâu cho. Quên sáng chân đi gấp quá. Dạ. Đâu quá, đâu không biết gì con mà mạnh giỏi hay sao tôi không biết việc. Thì cũng mấy tháng rồi, mà tết con có đi ngang con ghé thăm mẹ. Dạ hả? Dạ. Trời ơi, đâu vậy ai giờ hỏi rồi. Chứ lại dịch bệnh con ít đi hướng bên đây lắm. Qua đây nó hơi xa, con không có đi được. Rồi con nay con nhớ là quá, con chạy qua thăm. Dạ, trời ơi. Chú con có tâm lòng á. Tới thăm tôi xin cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Dạ ơn nhiều lắm mà tôi giá cho tôi mạnh giỏi được cái như tôi nhớ chị em mà cô bác không biết làm sao tôi đi thăm được. Mẹ con nhắn mẹ con hỏi sao lâu quá không thấy bà Sáu ra chợ bán hành, bà Sáu có đi bán lại không rồi con dẫn rồi đi nè. Trời ơi, mô Phật. Rồi, bà Sáu ơi, thì bữa nay con cũng xin ít phút để mà đến thăm bà, rồi chúc bà đổi cháu bà ăn ha. Con thay mặt cho anh Lucas Nguyễn ở Mỹ gửi cái số tiền cho bà sống hàng tháng nha.
Tôi cảm ơn dạ. Chú gì tôi quên rồi. Dạ chú Lưu Cách. Chú Lưu Cách. Chú Hùng. Chú Hùng á. Dạ. Chú lúc rồi chú mạnh khỏe không? Dạ. Tôi ghé rồi thăm chú mà. Vậy. Dạ. Lâu rồi. Bà sáu đi bển thăm anh không? Đi đâu? Đi Mỹ. Chờ ba mô Phật. Đi đi. Ơi. Quý thần đi vậy về tôi xuống xong luôn à. Là ban ngày là cô hai ở đây hả cô hai? Ở đây tôi túc trực là hàng đêm hàng ngày. Chừng nào bà má bà cần cái là nhỏ em nó gọi điện là cô lên chút. Ở đâu quá con mà ghé con chú đi qua thăm tôi. Đâu quá rồi. Giờ không biết làm sao mà tôi hỏi thăm. Trời ơi có tấm lòng ấy. Mạnh giỏi xong tôi vậy xin cảm ơn nhiều lắm. Tôi không biết chừng nào tôi mạnh giỏi tôi đi qua bên đó, chỗ con đó, cho biết biết chừng nào đi. Ba cái bắp về dạ. Có mình xào nấu ăn dạ. Rồi đi lụm gòn để dồn gối rồi kia dạ. Tối là vòng vòng đây vòng vòng đây sáng ha bạn ngồi đây ăn đi cho con vui dạ. Ngồi dễ gì được rồi dạ. Được đúng con rồi hả con ngồi vậy vậy nằm đi con ngồi đây con ngồi mà mở cứ nằm im nữa đi rồi con đút nè cháu Long ăn giá được không nãy con không biết con kêu ta để có bánh canh đồ này kia đó bà ăn được hết trơn rồi bữa nay qua ăn rồi bữa nay mới cho ăn bánh tằm mốt mình đừng mua này nó phí lắm bà không có ăn thịt thà gì hết trơn á chỉ có miếng huyết thì ăn được vậy cô hai mốt ra đây đặng cô hai ăn chút không có thì cô hai ăn dạ. Cô hai cũng có ăn ké rồi đó dạ. Những nhóc hết trơn à điều người ta nấu thì mình nó lỏng dạ. À đây chị cực cái đi qua tôi cực khổ quá dạ. Thấy rồi dạ. Với lại anh Đức Quỳ cho cháu giúp đỡ dùng dạ. Ngại quá trời không dám nói dạ, dạ. Thôi giờ tại vì hổm này thật khổ quá giờ bà anh lấy ghế rồi ngồi cho dạ dạ bà để đi ba con ngồi được có ghế đó dạ. Gì đâu mà giờ làm đây ai đâu cho tiền dạ. Dân mình đây ta cho đầy đủ hết rồi dạ. Cái chỗ bánh canh này là ta từ thiện cho bà suốt dạ. Khoảng đời bà còn sống dạ. Thì chừng nào bà mất là thôi là cho ăn á ha dạ chị là cho ăn ví dụ dạ. Như mình lên mình lấy cháo dạ. Hoặc là bánh canh dạ. Hoặc là là ta cho mỗi ngày ha thì cho mỗi là ngày là chợ cây châu mình ha chợ cây châu mình cô dạ. Trang bán đó tội nghiệp dạ. Là giờ cho từ thiện dạ. Giờ dân người ta thấy hoàn cảnh người ta hỏi thăm dạ. Người ta cho dạ. Thì nói chung ra tại bà sáu ha bà thấy ngon không ngon không mợ? Có con tới ăn ngon, không có con mà. Có con đó là ăn ngon á. Nóng lạnh không? Trời ơi. Định nè. Có bà ăn khỏe con cũng mừng. Con thấy, thấy mặt cái dư á. Dạ. Dạ. Dư chứ. Đó ba đó, ba của cháu này nè. Dạ. Dạ. Ba ruột đó nghe. Dạ. Đi đâu lúc nào cũng cận kề cha dạ. Con đi đó, quay dạ. Phim rồi chụp hình rồi cho mợ rồi này kia đó. Dạ. Không ăn nữa hả? Dạ, uống miếng nước đi. Nè bà sao uống miếng nước không đi. Không có đâu để ăn. Ăn từ từ nha. Dạ. Mợ không ăn hết là buồn nữa đó. Trong kỹ đem về đây mà phải ăn thôi. Dạ. Ăn cho no đi. Ở nhà con đút mợ cũng được rồi chị hả? À, dạ không con không qua tại dịch bệnh con không có ghé chị hai con luôn vậy đó con hả? Đi qua bà sáu hay con hẳn về à dạ. Vậy đó hen ờ, từ bển rồi đi qua bà mợ đó mợ ơi xa lắm mợ ơi ghé nhà giới không con ở dưới Mỹ Long á dạ dạ nhà xa lắm chú đi con có tâm lòng hảo tâm mà qua thăm tôi xin mua cái chai giọt mắt mà thiệt tình luôn mới mua chai dầu dạ ngày hai bà sáu ăn ngon ha con qua con thăm bà ăn chút thôi con gửi tiền của anh Lucas Nguyễn ở Mỹ con gửi cho bà số tiền là
con gửi cho bà 3 tháng luôn nha, là 6 triệu nha. Dạ. Bà giữ, bà cố gắng bà gìn giữ nha. Dạ, rồi, rồi. Dạ. Chuyện cảm ơn. Dạ. Chú kính gửi rồi xong, chú gì để quên nó. Chú cách nguyện, chú cách nguyện. Dạ. À, rồi già sức khỏe. Dạ, dạ. Biết chừng nào chú về không biết nha. Dạ. Chừng nào chú về chú ghé thăm mợ. Rồi à, bà giữ cái số tiền này được không bà? Dạ, được. Dạ, được. Bà cố gắng bà giữ giùm con ha. Chứ ai giữ. Cái đoạn đường nó xa quá. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì con xin phép con đưa ha. Ba cầm đi. Máy giùm con. Cầm bố đi, cầm bố đi. Cái này là con gửi cho bà 3 tháng ha. 6 triệu đồng nè. Xin cảm ơn. Dạ. À, được rồi. Dạ. À, bây giờ Trang sẽ gửi 6 triệu. À, ba con với chú gì với con. Có tấm lòng giúp đỡ tư sống hàng sáng hàng ngày. 6 triệu. À. Dạ. Là 6 triệu đồng nha bà. Để con cột lại cho bà ha. À, không được, cột lại kia đây. Cột vậy ha. Rồi bà mỗi ngày á, bà đổi ra nha. Đây. Cô cố gắng nha, con thì con gửi đây là giống như là con gửi cho cô hai giữ tiếp bà Sáu giúp con nha. Dạ. Dạ. Không, 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 bà Sáu cứ cất trong người đi. Dạ, rồi ở đây chút con ra con gửi mấy người xung quanh con gửi hỏi thăm chút con cho bà ở đây an toàn chứ không có gì chứ á. Cái này đâu có gì, cái này là khỏe rồi. Dạ. Ở trong đây là bà con, còn bên chồng của mợ không. Dạ. Dạ. Con có hỏi thăm nha. Dạ. 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 Ba con cho tôi là quý lắm rồi. Dạ. Tôi mừng lắm, ông có mắt. Của anh Hùng. Của anh Hùng. Dạ. Dạ. À. Con không có tiền cho bà, con cho bà có bịch cháo 20.000 à. Con nghèo vậy đó. Trời ơi, sao mà thắng tôi giờ có mua làm chi vậy đó. Thắng tôi giờ có tâm nào vậy quý lắm dạ, rồi. Dạ. Một năm nay tới có một lần à. Dạ. Một năm nay tới lần chậm. Dạ. Rồi. Vậy rồi con đi về ha. Chứ nào tới nữa. Bây giờ con biết bà khỏe thì con thăm hoài. Biết chừng nào khỏe. Ừ, phải khỏe. Có mợ phải khỏe. À, khỏe cháu chứ. Qua thăm hoài. À. Mợ đau yếu rồi cháu nó giận không có qua thăm. Nha. Mợ phải bà phải khỏe nha. À. Dạ. Rồi. Dạ. Tôi rồi trăm tuổi qua đời là sao? Dạ. Qua đời thì con có dịp đi ngang con đất nhân bà. À. Vậy ha. À, dạ. Rồi bắt tay. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Thôi bà nằm đi, bà nằm đi. Dạ. Rồi, hai con đi về. Hai. Bye bye. Dạ. 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 Bận rồi lẹ quá. Bận. Tôi mạnh nữa. Tôi mạnh được. Tôi dây giờ cái xin bộ rồi. Như nè, bà mặc đâu con gái con cho bà nè. Cắt bà cắt tiền ha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ dạ. À, con cầu chúc cho bà nhiều sức khỏe, thiệt nhiều sức khỏe luôn. Rồi, dạ. Cho xin cảm ơn con. Dạ dạ dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Rồi rồi tới chơi thăm tôi. Dạ. Biết được chết rồi sao. Dạ dạ. Con đút bà mượn cháo nha. Dạ, dạ. À, ăn cho con vui. Ừ, cái này ngon nè. Bà ăn rửa ra. Thịt được mà ha. Ăn vô mới có dinh dưỡng. À. Con nói là con họ sợ bà là không có ăn uống sữa được anh con. Con nói để nữa cho cô hai mua. Dạ. Cái này nữa bắt đầu nè, buổi sáng rồi rồi nè, buổi sáng là cô cho là nửa ly rồi đó. Ngon không? Cửa cháu ngoại Hục ở bên Cao Lãnh, bà nhớ vậy nha. Dạ. Nó cháu Trang ở bên Cao Lãnh. Dạ. Dạ. Đó cho nhớ mà cái nằm mấy ở râu. Dạ. Cái má đi. Qua râu quá con mà mới qua đây ạ. Dạ. Rồi thôi ăn vài món nữa đi rồi. Dạ không sao. Tại vì dịch bệnh con cũng không có ghé chị hai luôn á. Dạ. Thấy chị hai cũng có đi chợ mà. Dạ. Chị hai cứ ngày đưa rước con nhỏ đi học suốt nè. Rồi suốt đó, ngày nào dạ. Vậy thấy. Vậy là quý lắm rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ con đi đâu nữa? Dạ, con dạ. Dạ con đi về, con đi thẳng về nhà. Dạ. Rồi dạ. Con mới bay vào nha. Bay. Dạ. Bay. Khỏe. Dạ. Cố lên nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Cố nha. Cố lên. Cố để ăn cháo cho mẹ. Dạ. Dạ. Rồi, hai con đi về. Cảm ơn. Sống của bà thì bữa nay thì con qua con thấy cũng ổn định rồi nè. Đây đây, đây. Một cái trong nhà rất là sạch sẽ cái gì. Con về tối ngày dạ. 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 Dạ.
cô hai án ha. Dạ. Mua ba bình tả đó. Dạ. Mà xài một tháng ba bình tả con. Dạ. Rất là sạch sẽ nè, sữa sòng. Rồi cô hai lấy cái bánh này ra ăn đi nè. Cô hai chúc cô hai ăn đi. Nhiều quá. Ăn xong hết. Ăn đi. Đây, hai con đi về. Có gì, có chó gì á, có cho gì. À bánh kẹp. Bánh ăn. Chúc bà Sáu ăn chung cái bánh nó mềm đó, con mua cho bà ăn đó. Cũng ăn được nữa, cái này ăn hoài là cảm ơn con. Dạ. Rồi, con đi về đó. Dạ nha. Rồi, thôi vậy. Bye bye. Bye bye. Rồi, dạ, xịt tay con. Xịt khuẩn. Rồi, con cảm ơn nha. Rồi, bây giờ thì Trang xin phép kết thúc cái clip này ở đây và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn vào những clip tiếp theo. Và vừa rồi thì Trang đã thay mặt cho anh Lucas Nguyễn Hương Mỹ gửi cho bà Sáu hoàn cảnh của bà. Thì Trang đã biết đến 2 năm nay rồi, số tiền là 6 triệu đồng cho bà sinh hoạt, chi phí ăn uống, thuốc men được. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn vào những clip sau. Trang xin phép công bố về cái số tiền quỹ Trang còn giữ ở đây là 11 triệu 500 ngàn đồng. Thì bây giờ mời quý vị cùng đi về với Trang ha. Và tạm biệt các bạn.